nhằm chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải khí carbon và khí metan của ngành giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh, Long An đặt mục tiêu phát triển hệ thống giao thông vận tải xanh hướng tới mục tiêu phát thải ròng khí nhà kính về không vào năm 2050. Theo đó, lộ trình chuyển đổi năng lượng xanh được tỉnh đặt ra đến năm 2050, sẽ có 100% phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, xe máy thi công tham gia giao thông, chuyển đổi sang sử dụng điện, năng lượng xanh, toàn bộ các bến xe, trạm dừng nghỉ đạt tiêu chí xanh, đồng thời chuyển đổi toàn bộ máy móc, trang thiết bị xếp dở, sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang sử dụng điện, năng lượng xanh. Đặc biệt là sẽ hoàn thiện hạ tầng sạc điện, cung cấp năng lượng xanh trên phạm vi toàn tỉnh, đáp ứng nhu cầu của người dân, doanh nghiệp Ngoài ra, trong khu vực đô thị, 100% xe buýt, xe taxi sẽ chuyển sang sử dụng điện, năng lượng xanh, qua đó nhằm chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải khí độc hại trong giao thông.